Sách biên khảo Thành ngữ điển tích, tác giả Diên Hương, người đọc Trân Châu. Các điển tích bắt đầu bằng chữ H. Hồng Bàng, tên một họ vua đầu tiên ở nước ta, truyền ngôi lại hết thảy 18 đời, từ năm 1879 đến năm 258 trước công nguyên. Sinh ra Lạc Long, nước ta bấy giờ gọi là Văn Lang. Năm Quý Mão, năm 258 trước công nguyên, bị nhà Thục giết. Hồng băng, hồng là đỏ, băng là đông lại, nước mắt đông lại thành máu. Tức nàng Tuyết Linh Vân phải truyền vào cung. Khi nàng từ giá mẹ, đem theo một cái bình bằng ngọc để đựng nước mắt. Nước mắt nàng đặt lại thành máu, làm bình quá màu đỏ. Hồng Môn Phó Hội, tích Hạng Võ nghe lời Phạm Tăng, lập yến mời Hấn Bái Công tới đặng có giết. Nhưng mà Hạng Võ là người anh hùng, thấy Bái Công sợ mình, khinh khi Bái Công nên không ra tay. Hồng Quân là ông trời, có câu Hồng Quân với khách Hồng Quần theo kiều của Nguyễn Du. Hồng Quần tức quần đỏ, tục Trung Hoa hồi xưa, hễ con gái thì cho mặc quần đỏ, nghĩa rộng ra là con gái. Có câu phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê, kiều của Nguyễn Du. Hồng trần là bụi bặm thế gian, có câu một xe trong cõi hồng trần như bay, kiều của Nguyễn Du. Hột mưa nghĩa là đàn bà như hột mưa sa, hột sa xuống giếng, hột sa vào giường, nghĩa rộng ra là thân phận đàn bà không thể định trước được. Mai gặp chồng khôn thì có phước như vô đài cát, mà gặp phải chồng hư thì vô phần như xuống bùn lầy. Đàn bà như hột mưa sa, hột sa đài cát, hột ra ruộng bùn. Hơi đồng là đồng tiền, đồng bạc không phải nghĩa. Đồng tiền mua danh vọng chức tước. Sách Hậu Hán chép, Thôi Liệt lạp 50 muôn để mua chức quan tư đồ. Hỏi con, thiên hạ ở ngoài nghị luận ra sao? Con trả lời, người ta chê có hơi đồng. Có câu, mụ càng tô lục chút hồng, máu tham hễ thấy hơi đồng là mê, theo kiều của Nguyễn Du. Hấn Bái Công, tên Lưu Bang, tự Quý, người ở đất Bái, làm đình trưởng ở Tứ Thượng, chém rắn ở Mang Dịch, dân lệnh Sở Nghĩa Đế, cùng Hạng Võ đánh Tần, tụ họp 3.000 binh, khởi binh ở Bành Thành, vào Hàm Dương trước Hạng Võ, nhưng mà Hạng Võ binh cường sức mạnh, nên Bái Công tạm lui vào Bái Thượng. Sau nhờ Trương Lưu mưu phá sản đạo, làm cho Hạng Võ không nghi ngờ, và Hàn Tín bài kế phá binh Hạng Võ ở Cai Hạ, mới dựng nên nghiệp đế được. Hấn Trào Tam Kiệt, ba người anh hùng đời Hấn là Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà. Quân quyền là Dây Quân, vua Thuấn khải đờn cầm, hát khúc gió nam. Hoa Hâm, người đời Hấn, bạn thiết với Bình Nguyên và Quảng Ninh. Ban đầu làm tôi cho Tôn Quyền, sau theo phò Tào Tháo. Sau, vào cung bắt phụ hoàng hậu. Quê Giao, em họ của Ngô Hầu, khi sở binh tới nước Ngô, thì Ngô Hầu ẩn mình, sai Quê Giao ra khao tướng bên sở. Sở Linh Dương muốn bắt tội Ngô Hầu, bèn cho bắt Quê Giao biểu đem đi giết. Quê Giao mà không đổi sắc, nói rằng, vua của kẻ hạ thần muốn kẻ hạ thần đến đây dò ý chúa công giận hay vui. Đặng liệu phương kế như chúa công vui, đãi kẻ hạ thần tử tế, thì tệ ấy không phòng bị, chắc có ngài phải nguy. Còn như chúa công ngược đãi kẻ hạ thần, thì tệ ấp biết chúa công giận, tệ ấp tu binh luyện tướng để đối địch với binh sở, chứ có sợ ai. Sở Dương nghe vậy liền tha. Huệ Lan là Hoa Huệ và Hoa Lan, nghĩa rộng là người con gái có đức tốt. Có câu Huệ Lan sực nước một nhà, từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa, theo kiều của Nguyễn Du. Huệ Thi là người đời Chiến Quốc.
đàm luận, biện bác có tiếng. Nguyên đình, nguyên là cỏ nguyên, đình là sân trong, nghĩa rộng là người mẹ. Quyền cao, người đời Trịnh, đời chiến quốc, làm người lái buôn. Nghe binh tề sang phạt Trịnh, tự lập kế, cứu nước khỏi bị giặc. Quyền cơ là mái thiên, nghĩa rộng là ông trời. Quyền đầu là treo đầu, tôn kính người đời Hớn ham học. Đêm đọc sách sợ ngủ quên, lấy dây treo tóc lên xà nhà. Chừng ngủ quên thì giật tóc mà thức dậy đọc tiếp. Quyền khuyến, chiêu khuyên, tôi cũng dễ thành công. Nghe là chúa, giết thúc võ là em của võ thành công quyền quyến. Làm quan thượng đại phu phò thúc võ, thương chúa mình, không sợ chết. Ra biện bạch đủ lý luận để buộc tội thành công, ai nghe cũng phải phục. Huyền sương là thuốc tiên, trong bài thơ của tiên cho Bùi Hàn có câu huyền sương đảo tận, kiến Vân Anh. Dị thuốc huyền sương mà giả hết thì thấy được Vân Anh, có câu chài sương chưa nển cầu lam. Huyền Trang, tên thầy tu họ Trần, đời Đường, vua sai thầy sang Thiên Trúc thỉnh kinh Phật, về truyền lại trong nước. Thầy đi hơn 10 năm thỉnh về được 650 quyển kinh, chia ra làm 3 bộ, bộ kinh, bộ luật, bộ luận. Người ta gì đó mà gọi thầy là Huyền Trang Tam Tạng. Huyền Trân Công Chúa, năm 1306, đời vua Trần Anh Tôn, vua Chiêm Thành là Chế Mân, muốn Huyền Trân Công Chúa là con vua Anh Tôn, dâng hai châu Ô và Rí để đổi công chúa. Có nơi chép Chế Mân thắng trận đòi Anh Tôn phải gả công chúa cho. Sau Chế Mân mất, Anh Tôn sai Trần Khắc Chung qua đi điếu cướp công chúa về. Sách Thi Văn Việt Nam chép, sau khi vua Trần Anh Tôn gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành, ở triều và ở quê, văn nhân mượn chuyện hớn gả chiêu quân cho hung nô, làm thơ chế nhạo. Vương Tường quán triều đình, vật chi muốn có dám lăng loạn. Âu hẳn trong triều ít kẻ ngoan, mặc thay thơ hồ văn dở mật, tại nghe nhạc Bắc võ rung gan. Mở bùi luôn để nuôi thì khấu, bùng lỏng nào hay đắp chi quan. Giật nước dí giàu tài dễ binh, tanh hôi chi để lũy hồng nhan. Quyền di, quyền là mờ tối, khó hiểu, vi là nhỏ nhặt. Cuộc đời có nhiều chỗ tối tăm nhỏ nhặt. Có câu, kìa thế cuộc như in giấc mộng, mái quyền di đóng mở khung lường, theo Cung Quán Ngâm Khúc. Quỳnh cát là gác vàng. Quỳnh Đình Kiều, Nhị Thập Tứ Hiếu, số 24, chữ đặt là Tăng Thực, hiệu là Sơn Cốc, làm quan thái sư năm Nguyên Hậu đời nhà Tống. Người rất hiếu thuận, tuy làm quan giàu sang mà ở với mẹ hết lòng cung kính, mỗi đêm thường đi rửa bình tiểu cho mẹ. Quỳnh Nguyễn, tự là Tư Đạm, người huyện An Lăng thời Hậu Hớn. Hồi mới 7 tuổi theo ông nội làm thái thú đất Ngụy Quận vào chầu bà Bạc Thái Hậu. Nói chuyện nhật thực ở Ngụy Quận thì bà hỏi Quyển, vậy mà nó ăn nhiều hay ít? Quyển tâu rằng, khi nhật thực còn dư thì cũng như trăng mới sanh phát tơ là trăng non. Thái hậu khen lắm. Quỳnh Hương, tích Nhị Thập Tứ Hiếu, số 15. Chữ đặt Văn Cương, người đời Hậu Hớn. Một cô mẹ hồi 9 tuổi ở với cha hết lòng chịu khó. Mùa hạ thì lấy quạt quạt cho mát gối, mát giặt cho cha nằm. Mùa đông thì lấy mền ấp chiếu cho ấm để cha ngủ. Quỳnh Mẫn Đạt, sinh năm 1847, mất năm 1883, sinh trưởng tại Rạch Giá, thi đậu cử nhân, làm quan triều Tự Đức, tới chức Tường Phủ, trấn tỉnh An Giang, đồng thời với các quan cử trị Tôn Thọ Tường, Bùi Hữu Nghĩa. Chừng Pháp Thâu Nam Kỳ ông hồi hưu, sau mất vì bệnh già, sau đây là hai bài thơ của ông, Để Già Đi Tu.
lầu xanh ảnh thót tiếng chuông truyền, tỉnh giấc cao đường lúc ngỡ nghiêng, mượn chiếc thuyền tình qua biển ái, đưa con sông sắc lại rừng thiền, soi gương trí huệ tan lòng tục, lần chuỗi bồ đề kết trái duyên, mát mẻ cửa không trăng gió sẵn, dầu chưa nên Phật cũng nên tiên. Gành móm tượng măng non sông tác chẳng già, cơ sao ngành móm lại dơ ra, chồm vàng lợp xộp râu bành tổ, kẹt đá nho nha nữ tử nha, miệng xúc trêu trao con sông giận, khăn lao quọt quẹt thức mây qua, thài lai muốn hỏi xuân thu mấy, rằng thở khai thiên đã có ta. Quỳnh sông cửa sông chói đông đốm, trúc dân từ xa giận tự là vũ sơ, lúc nhỏ còn nghèo ham học, không đủ dầu thắp đang đêm, cho nên qua mùa hạ làm đãi bằng giấy thưa, bắt đơm đớm bỏ vào để khi sáng để đọc sách ban đêm. Sau làm quan đến chức thượng thư, nghĩa rộng là phòng học trò. Có câu lưu liên bài lại Quỳnh Trang, gương Nga đã gác non đông nửa vần. Quỳnh Thạch Công người đời Tấn, học đủ ba lượt. Quỳnh Tuyền là suối vàng, tức âm phủ. Quỳnh Võ, nhà Quỳnh, trường để dạy con cháu nhà vua, nhà quan. Hùng Bi, hùng là con gấu, bi là con bi, hai loại thú, có nghĩa là điềm sanh con trai. Hùng Sơn, một quả núi ở địa phận làng Hy Cương, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, trên có đền thờ Hùng Vương. Hùng Vương, vua thứ nhất nước Văn Lang, ở nước ta xưa kia, đóng đô ở Phong Châu, huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên bây giờ, dân lúc bấy giờ còn mê tín, sử chép người Văn Lang làm nghề chài lưới, xuống nước thường bị giống thồn luồn nhiễu hại, vua Hùng Vương mới bắt dân chài lưới, lấy chàm xăm mình cho giống thủy quái, đặng gạt chúng tưởng là một loài không nhiễu hại tới. Hư Nhật, một ngôi sao trong nhị thập bát tú, nghĩa là một ngôi sao dữ. Hứa Cho, sau khi vua Nghiêu muốn truyền ngôi, cho xuống sông rửa tay. Sào Phủ đương cho trâu uống nước, chợt thấy bèn hỏi, anh làm gì mà rửa tay vậy? Hứa Do trả lời, vua Nghiêu nói, tôi là người nhân đức, muốn nhường ngôi lại cho tôi nghe sợ dơ tay, nên xuống nước đặng rửa cho sạch. Sào Phủ mới nói, anh đi đâu mà nghe người ta nói, nghe mà rửa tay, thôi đừng nghe có hơn không. Nói rồi, dắt trâu lên trên dòng cho uống. Hứa Do thấy vậy, hỏi, tại sao anh dắt trâu lên trên vậy? Trả lời, tôi không muốn trâu tôi uống nước dơ. Hưng Đạo Dương là Trần Hưng Đạo. Hưng Khánh là cung của Đường Minh Hoàng cất cho Dương Quý Phi ở. Hưng Quốc Khanh Niên, lễ kỷ niệm mồng 2 tháng 5. Ngày ấy, năm 1802, vua Gia Long lên ngôi, dựng nên triều Nguyễn. Hưng Dương Định Bá, người đánh đông dẹp tay gây dựng cơ đồ. Hương Giang, tên con sông chảy qua kinh thành Huế. Hương Khuê, buồn hương, phòng thơm, phòng của đàn bà con gái. Có câu, lòng hoa phất phới bồi hồi, dỗi vàng, dễ ngọc Hương Khuê ngỏ lời. Theo truyện Hoa Tiên, hương lão là những ông già ở trong làng. Hương lửa ba sinh, tức tam sanh hương quả, có câu giải rằng hương lửa ba sanh, dây loan trinh nối cầm lành cho ai. Theo Kiều của Nguyễn Du,
Hương Sơn, thường gọi là Chùa Hương, Chùa Hương Tích, ở về phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông, Bắc Bộ. Trên núi rất là u tĩnh, lối vào khuất khúc, qua khe đến núi, qua núi đến chùa, qua chùa đến động, thiệt là một cảnh trí thiên nhiên. Dưới có đền thờ Đức Phật Quan Âm. Vua Thánh Tôn nhà Lê có cho khắc một tấm bia đề mấy chữ Nam Thiên Đệ Nhất Động treo trên, bây giờ hãy còn. Mỗi năm đến tháng 2, tháng 3, thiện nam tín nữ kẻ hành hương, người lãm thắng trảy chùa không biết bao nhiêu mà kể. Cảnh Hương Sơn, bầu trời cánh bụt, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay. Kìa non non nước nước mây mây, Đệ Nhất Động hỏi rằng đây có phải thỏ thẻ rừng mai chim cúng hái. Lẳng lơ khe nước ca nghe kinh, thoảng bên tai một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải quan, này chùa cửa võng, này A Phật Thích, này Đống Tư Quynh, nhắc trông lên ai khéo quả hình. Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt, thăm thẳm một hang lòng bóng nguyệt. Gặp gần mấy lối uống thang mây, chừng giang sơn còn đợi ai đây. Hay tạo quá kheo ra tay sắp đặt, lần tràng hạt niệm Nam vô Phật, câu từ bi công đức biết bao. Càng trong phong cảnh càng yên, thơ của Chu Mạnh Trinh. Động Hương Tích, thú thiên nhiên đâu bằng Hương Tích, đủ thanh cao cảnh lịch trăm chiều. Người thì vui sở liệp ngư tiều, kẻ thời thích yên hà phong nguyệt. Có vô tận những thế nào chưa biết, thu hữu tình sơn thủy thật là vui. Khi đăng lâm có lối lên trời, mây dưới gốc đủ xanh đen vàng đỏ trắng. Lúc vào động ngắm sơn huynh thạch thắng, bác thần hoan chưa khéo vẽ cho cùng. Riêng một bầu sắc sắc không không, khắp mỏi vẽ kỳ kỳ quái quái. Thơ rằng động chủ hữu linh thần bất tại, quá nhi vô ý tự nhiên không. Khách trèo non ngoảnh lại mà trông, lòng mến cảnh dời chân đi khó đặng. Chén vân dịch nghiêng bầu uống rắn, bức thơ tiều mở túi liền đề. Giải quan run rẩy tục lại thêm hay, thiên trụ tới phong cơ càng thấy khó. Làng thi tủ còn đau hơn đây nhỉ, chẳng bồng lai nhiệt thủy cũng thần tiên. Rõ ràng đệ nhất nam thiên, mang đi lại sợ thần tiên mất lòng. Thôi thì để đấy chơi chung, thơ của Dương Khuê. Hương xa, xe hương, xe thơm, là xe của đàn bà con gái đi. Hưởng thiếp lan can trong một cái cung của Ngô Phù Sai, dùng ván gõ lót để tay phi đi, mỗi bước lại có tiếng vang rầm. Hướng Bình chi nguyện, sự muốn của Hướng Bình, Hướng Tử Bình thời hớn, khi con cái đã có vợ có chồng rồi, thì bỏ nhà đi chơi núi ngủ nhà, mà nói, chí nguyện đã được rồi. Hướng Nhật ngã theo hướng mặt trời, còn gọi là Hoa Quỳ. Hưu Tần, Tần thất kỳ lộc, thiên hạ gọng trục. Nhà Tần mất con hưu, thiên hạ đều đuổi theo. Ngôi vua nhà Tần trống, thiên hạ đều cùng nhau tranh giành. Có câu chim diệt ngựa hồ ngơ ngao đó, Hương Tần yến tả lạc loài mô. Hữu sắc vô hương, có sắc mà không có hương, nghĩa rộng là con gái đẹp mà không có duyên. Hữu thủy vô chung, có đầu mà không có đuôi, tức là người không có nghĩa. Hữu xã tự nhiên hương, hà tất đương phong lập. Có xã tự nhiên sẽ thơm, không phải cần ra gió mới bay mùi
Người có tài, tự nhiên thiên hạ biết, khỏi cần phải la lối làm chi.